F0 xăm hình dừa, cam để kỷ niệm khi mắc COVID-19. Nhân thời gian cùng tự điều trị tại nhà, Uyên lên ý tưởng, nhờ người yêu xăm các hình vẽ dễ thương để kỷ niệm khoảng thời gian trở thành F0 và động viên tinh thần nhau. Ngày 19 tháng 2, Lệ Uyên, sinh năm 1998, Hà Nội phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khoảng 3 ngày, Hồng Nhung, sinh năm 1996, người yêu cô, cũng mắc bệnh. Vì không gặp các triệu chứng quá nặng, cả hai quyết định tự cách ly, điều trị tại phòng trọ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Đồ ăn, thuốc men có bạn bè, bố mẹ của Uyên gửi đến nên bọn mình không quá lo lắng, chỉ cần tập trung điều trị, phục hồi sức khỏe thôi, Nhung nói với Dinh. 3 ngày đầu mắc bệnh, cả hai gặp một số triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, đau họng. Đến ngày thứ 5, các triệu chứng của Uyên, Nhung giảm hẳn và chính thức âm tính vào ngày thứ 7. Ngoài uống thuốc, bọn mình cũng tích cực xông xả, chanh, uống nước mật ong ấm và ăn nhiều hoa quả, trái cây để bổ sung vitamin. Bên cạnh đó, hai đứa hạn chế sử dụng điện thoại hay máy tính để tránh đau đầu, thay vào đó là cùng chơi đùa với thú cưng hay chơi board game để giết thời gian. Trong thời gian điều trị, cũng vì uống khá nhiều nước dừa, cam nên khi đã hồi phục, Uyên nảy ra ý tưởng xăm những hình vẽ này lên tay để kỷ niệm quãng thời gian hai người cùng mắc bệnh. Uyên hay thích xăm các hình vẽ nhỏ, màu mè dễ thương, mình thì làm thợ xăm nên hai đứa triển luôn ý tưởng này. Trước đó, mình cũng từng xăm cho người yêu một số hình khác, hình xăm quả cam, cầu vồng và ngọn lửa được Uyên tự thiết kế. Cô ví mình như quả cam, hy vọng sau khi trải qua những cơn mưa, những điều khó khăn sẽ gặp cầu vồng tươi sáng và sẵn sàng bùng cháy, mạnh mẽ hơn nữa. Một hình khác gồm trái dừa và quả cam được Nhung thiết kế, thể hiện quá trình điều trị và hồi phục của hai người. Yêu nhau gần một năm nay, cả hai đứa may mắn chưa bị ốm hay mắc bệnh lần nào, đây là lần đầu tiên cùng đổ bệnh. Lại là COVID-19 nên quãng thời gian trải qua cùng nhau, từ ăn, uống thuốc đến tập thể dục này coi như đáng nhớ, Nhung tâm sự. Sau khi âm tính với virus, Nhung và Uyên tự cách ly thêm gần một tuần rồi bắt đầu trở lại công việc. Làm thợ xăm 3 năm nay, hiện cộng tác với bạn mở một tiệm xăm hình, Nhung nhận xét cuộc sống của cô bị ảnh hưởng khá nhiều vì dịch bệnh. Sau khi phải đóng cửa vì các đợt giãn cách xã hội, bước sang năm mới, khi tình hình vừa có chút khởi sắc thì dịch bệnh diễn biến khó lường, nhiều khách hàng trở thành F0. Tuy nhiên đến hiện tại, mình vẫn cảm thấy may mắn vì đã vượt qua được giai đoạn chật vật, có bạn bè, gia đình ở bên. Hy vọng mọi thứ khó khăn sớm qua đi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.